Kính thưa quý vị, vào lúc 9 giờ sáng ngày 2 tháng 9 năm 2022, nhằm ngày mùng 7 tháng 8 năm Nhâm Dần, tại chùa Phước An, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, ban tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ nhập kim quang cố trưởng lão hòa thượng Thích Minh Thiệt, chứng minh ban trị sự Phật giáo huyện Tuy Phong, viện chủ chùa Phước An, tân viên tịch. Quang Lâm gia trì chứng minh tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Minh Trí, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận, Hòa thượng Thích Trí Huệ, phó ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Tuy Phong, Hòa thượng Thích Phước Túc, trưởng ban nghi lễ Phật giáo tỉnh, chứng minh ban trị sự Phật giáo huyện Tuy Phong, hiệp cùng chư tôn hòa thượng thượng tọa, đại đức tăng ni và đông đảo Phật tử. Tại buổi lễ, chư tôn đức ban chứng minh đã niệm hương bạch Phật, sái tịnh đàng tràng, môn đồ thứ chúng cung thỉnh thân tứ đại của trưởng lão hòa thượng nhập kim quang trong tiếng chuông trống bát nhã và tiếng niệm Phật của đại chúng. Trưởng lão hòa thượng Thích Minh Thiệt, pháp danh Tâm Cử, tự Thể Chức, hiệu Minh Thiệt, thuận thế vô thường, hòa thượng viên tịch vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 1 tháng 9 năm 2022, nhằm 6 tháng 8 Nhâm Dần, trụ thế 96 năm, 70 năm Hà Lạp. Kim quang cố trưởng lão hòa thượng được an trí tại giác linh đường chùa Phước An. Lễ viếng bắt đầu từ 13 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 7 tháng 9 năm 2022. Lễ truy niệm vào lúc 5 giờ sáng ngày 8 tháng 9 năm 2022, sau đó phụng tống kim quang trà tỳ tại đài hỏa táng Yên Bình, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.